Nước biển xanh thẳm, phong cảnh hữu tình của miền nhiệt đới, hòn đảo Kiribati xinh đẹp, đằng sau màu xanh ngọc bích của bầu trời ẩn chứa những nguy cơ hủy diệt. Không cần cuồng phong bão táp, những con sóng mạnh vẫn tấn công vào nhà của các cư dân. Người dân bất lực khi nhìn thấy nước tràn vào nhà, họ chỉ biết vội vàng dời đồ đạc vào trong. Sự việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, bao gồm nhà cửa, ruộng vườn và thu nhập. Có rất nhiều người sống bằng các loại cũ, nhưng nước cứ đi sâu vào đất liền, trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Nước biển không ngừng dâng cao, người dân lần lượt di tản. Các chuyên gia dự báo, nếu nhiệt độ của trái đất cứ tiếp tục tăng, thì đến năm 2100, mực nước biển sẽ dâng cao thêm 59 cm. Các nước châu Á như Indonesia, Philippines, Maldives, Kiribati ở Nam Thái Bình Dương, Tuvalu, quần đảo Marshall, thậm chí cả thành phố Venice của Ý và những vùng ven biển trũng thấp sẽ bị ngập trong biển nước. Nguồn nước thừa ra này đến từ đâu? Do trái đất nóng dần lên khiến nhiệt độ tăng cao, những dải núi băng không chịu nổi tốc độ tăng nhanh của nhiệt độ nên đã dần dần tăng chảy. Cả những dòng sông băng cao hơn mực nước biển cũng tan thành nước chảy về biển. Đối với những vùng đất vốn đã khô cằn thì tình hình càng nghiêm trọng hơn. Trên thế giới, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất có lẽ là Trung Quốc. Vì những năm gần đây, Trung Quốc đã khai phá quá độ, mật độ dân số lại nhiều nhất toàn cầu. Trong 25 năm gần đây, gần 8% diện tích đất liền đã biến thành sa mạc, bao gồm những vùng đất khô cằn rộng lớn như sa mạc Sahara tại châu Phi và vùng nội mông tại Trung Quốc. Do lượng mưa ngày càng ít, nên cứ mỗi diện tích sa mạc lại tăng lên vài ngàn km vuông lên khắp nơi. Liên Hợp Quốc dự đoán toàn cầu đã có 25 triệu người phải di cư do hạn hán và thiếu nước, trở thành nạn nhân của môi trường. Dự đoán 50 năm sau, số lượng nạn nhân sẽ lên đến 200 triệu người. Sa mạc hóa có liên quan mật thiết đến cuộc sống của con người. Vào mùa đông, khi áp cao ở Mông Cổ tạo nên những cơn bão cát theo gió bay đi khắp nơi, từ miền Bắc là Nhật Bản đến miền Nam là Đài Loan, điều không thể tránh khỏi là tác hại của những cơn bão cát này ảnh hưởng đến chất lượng không khí và sức khỏe của người dân. Muốn thay đổi tình trạng này, chúng ta cần phải thay đổi lối sống sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta hãy sống xanh và bảo vệ môi trường. Hãy lựa chọn thực phẩm tươi xanh, hạn chế những thực phẩm đông lạnh hoặc nhập khẩu từ nước ngoài vì như thế sẽ tạo thêm khí CO2. Hãy lựa chọn những loại vải được chế từ chất liệu thiên nhiên, vì những loại vải được làm ra từ dầu mỏ sẽ thải ra một lượng lớn khí thải. Hãy sử dụng xe tiết kiệm nhiên liệu hay xe sử dụng nhiên liệu tổng hợp thì mỗi năm có thể giảm được 2.000 kg khí CO2. Mô hình kiến trúc xanh là sự lựa chọn của những người có nhu cầu về nhà ở, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, sử dụng chất liệu cách nhiệt, quan tâm đến bảo vệ môi trường. Kiến trúc xanh không những giúp cho không khí trong lành mà còn có thể giảm 3 lần tiền điện của máy điều hòa. Ví dụ ở Đài Loan, các hộ sử dụng điện đã có sự thay đổi. Mỗi năm đã có thể giảm bớt lượng điện của một nhà máy phát điện trong một năm. Hàng ngày chúng ta nên có thói quen mang theo túi bảo vệ môi trường khi ra ngoài. Lựa chọn những sản phẩm đóng gói đơn giản, ví trọng vật dụng. Khi tiêu dùng, chúng ta vẫn có thể bảo vệ được một trái đất xanh.